Chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ làm một món rất là đặc biệt. Món vịt xào sả ớt siêu cay nhé. Và sau đây mình sẽ băm vịt nha. Vịt rất ngon. Thank you.
siêu cay của mình đã xong rồi mọi người, rất ngon luôn. Đây, thằng em nó đã ăn trước rồi đây này. Ngon quá. Mình ăn thử một miếng nhé. Này nó hơi mỡ chí, hơi mỡ xíu xíu. Cay lắm, ngon quá. Bữa cơm mùa dịch Covid nó chỉ như này thôi, thì quá là ok rồi. Uống đi em ơi. Thôi mình ăn cơm đây. Mời cả nhà nhé.